Xin chào các bạn. Khi mà chúng ta, những người phụ nữ, đối diện với việc chồng bỏ, chồng ngoại tình, thì đa phần những người phụ nữ rất là khó có thể chấp nhận và thường có cái góc độ nhìn tiêu cực về cái chuyện mà người đàn ông đã bỏ rơi mình, ruồng bỏ mình, vong ơn bội nghĩa, hoặc là người đàn ông đó đã quên tất cả những cái sự đóng góp, hy sinh của người đàn bà để mà chạy theo tình mới, hoặc là không còn yêu họ, hoặc là phũ phàng nói với họ rằng họ đã hết tình cảm với người vợ, trong khi người vợ thì hết lòng hướng về người chồng, hướng về gia đình và toàn tâm toàn ý. Đối với những kiểu phụ nữ như vậy thì có thể nói rằng sự rời xa của người đàn ông như là một cú sốc mà họ không chấp nhận được. Nhưng mà qua đây tôi sống tình yêu cũng sẽ chia sẻ đến bạn một cái dòng tự sự của một người đàn ông khi họ muốn nói với vợ họ về cái vấn đề họ đã đem đến những cái điều tốt đẹp gì cho một người đàn bà khi mà anh ta đã chọn cái cách ngừng yêu người vợ và chọn cái cách rời xa vợ của mình. Em thân mến, hôm nay anh gửi thư này cho em. Anh biết rằng em rất buồn vì nghĩ rằng anh là kẻ bội tình vong ơn, nhưng anh không thể nào sống dối trá với cái cảm xúc của chính mình được. Anh mong em hiểu và hãy hiểu thực sự cho anh là anh không thể biến mình thành kẻ dối trá mãi, vì đối với em đó là điều rất tàn nhẫn, và đối với anh cũng là một cái vai diễn mà anh luôn luôn phải mang bên cạnh mình một cái lớp mặt nạ. Anh chỉ muốn sống đúng với những gì mà anh cảm nhận. Em không phải là một người phụ nữ xấu. Em là người phụ nữ rất tốt, nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác bình yên và thật sự cần có em và yêu em như cái cảm giác em đang có. Thế nên em sẽ đầy oán giận, đầy tức tối khi anh rời xa em. Tuy nhiên, anh cũng muốn nói và chia sẻ với em một điều rằng khi mà anh rời xa em, anh đã đem đến cho em những điều gì trong quá khứ. Anh mong rằng em sẽ hiểu và sẽ thông cảm, cũng như là em hãy nhìn về cái chuyện mà chúng ta rời xa nhau như là một cái điều gì đó nhẹ nhàng để mà giữa chúng ta còn có thể làm bạn được em nhé. Cái điều đầu tiên mà anh đã dạy cho em khi mà anh rời xa em đó chính là anh không thể nào nuôi em mãi mãi. Em thấy không? Từ khi anh và em kết hôn, anh đã nuôi em, nuôi con của chúng ta, nuôi một con, nuôi hai con và nuôi ba con và nuôi cả em. Suốt một khoảng thời gian rất dài, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm, em có bao giờ nghĩ rằng em thật may mắn đã tìm được một người thay cha mẹ em để nuôi em hay không? Đến lúc anh đã cảm thấy mệt, anh đã cảm thấy rằng mình không còn có nhiều thời gian để sống cho bản thân mình nữa, đó là lúc anh muốn từ bỏ cái vai trò là không phải một người chỉ đến bên em và nuôi em nữa em nhé. Điều thứ hai mà anh có thể đã dạy được em đó chính là anh rời xa em để cho em biết rằng anh sẽ không mãi mãi ở bên cạnh em. Để mà em hiểu rằng anh dù tốt với em hay là không tốt với em thì anh cũng sẽ đến lúc phải buông bỏ cái cuộc sống này và rời xa em. Đó là một định luật mà anh vẫn muốn biết em nên hiểu. Em nên hiểu rằng vô thường là một sự thật, là một quy luật bất biến. Chỉ có tình ta tan biến, còn vô thường thì luôn bất biến và không bao giờ thay đổi. Điều thứ ba, anh dạy cho em rằng mỗi một vết thương đều đánh dấu một sự trưởng thành. Em đã rất trưởng thành khi có anh, bởi vì anh đã làm cho em rất đau khổ. Từng đêm thức trắng chờ đợi anh, sống khổ sở bên anh và chịu những cái sự ấm ức thiệt thòi. Em nghĩ xem, con người em, từ thân em, từ tâm em, từ trong ý nghĩ của em đã mang bao nhiêu cái sự tổn thương, đã bao nhiêu vết thương trong con người em nhận lại từ anh rồi. Cái điều thứ tư mà anh dạy em đó chính là anh đã dạy em từ không thể thành có thể.
Em không thể làm được tất cả mọi việc, nhưng khi em lấy anh, em đã làm được tất cả mọi thứ. Trước đây em sống dựa vào cha mẹ, em chẳng thể nấu cơm, em chẳng thể chăm con, em chẳng thể một ngày thức 4-5 tiếng chỉ để mà ngồi chăm con. Và em cũng chẳng thể nào nghĩ rằng mình lại có thể một ngày chỉ ngủ một vài tiếng ít ỏi để mà chăm sóc cho gia đình, làm mọi thứ và cho anh nữa. Và một cái điều nữa anh mang đến cho em, anh dạy cho em, đó chính là đừng có trừng phạt bản thân mình. Bởi vì mỗi lỗi lầm của anh và một số người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thậm chí cả cái người chủ nhật nữa, đó là năm điều mà anh đã dạy cho em. Cái điều thứ sáu anh đã dạy cho em là gì? Lúc trước em không biết tu hành, em không biết ăn chay, em không biết niệm Phật, em không biết trì chú, vì em bị anh làm cho khổ đau mà em đã biết đi chùa, biết ăn chay, biết quy y, biết niệm Phật, biết sống yêu thương chính em. Anh chính là người dạy em sống yêu thương chính bản thân mình. Điều thứ bảy anh dạy em khi mà anh rời bỏ em, đó chính là em không hề mang ơn anh về những điều mà anh đã dạy cho em. Và em vẫn cứ đuổi theo anh để mà mong rằng anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh em, dạy em nữa. Nhưng mà em không trả học phí cho anh, mà em còn bắt anh đi làm, mang tiền về cho em. Rồi em không nói một lời cảm ơn. Sao em có thể trở thành một người như thế được? Em đã xù học phí của anh, lại còn oán hận anh, lại còn bắt anh phải đưa tiền lương cho em, rồi bắt anh phải ở bên cạnh em, dạy cho em những cái bài học, và em sẽ chẳng bao giờ là một đứa học sinh đóng học phí cho anh. Em nghĩ xem, cái chuyện oan ức như thế này có phải anh cần phải gặp bao thanh thiên để mà thưa kiện hay không? Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe một cái câu chuyện, một cái dòng tự sự của một người đàn ông. Nó vừa hài, nó vừa bi, mà nó vừa dạy cho người phụ nữ chúng ta hiểu về rất là nhiều vấn đề. Đây có thể nói là một cái đoạn mà tôi đã nhận được từ một ai đó. Tôi thấy cái điều này khá thú vị nên tôi chia sẻ đến các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần tự sự của một người đàn ông nào đó trong ngày hôm nay. Chúc cho các bạn nghe và xem kênh của tôi luôn thường được sáng suốt, luôn an lành và luôn luôn tạo được nhiều phước đức trong cuộc sống này bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn. Xin chào và trân trọng.